Wow, một màu đen cực kỳ là sang trọng, thiết kế quá là thời trang luôn. Nhưng mà nó còn tích hợp một cái chức năng mà cực kỳ là hay ho mà số ít cái dòng mắt kính có thể làm được. Đó là tính năng kết nối Bluetooth. Nó giúp các bác có thể là nghe nhạc, đàm thoại cuộc gọi. Đây là cái mẫu mắt kính tích hợp tai nghe Bluetooth, giúp các bác có thể là nghe nhạc này, nhận cuộc gọi đàm thoại khi rảnh tay này. Rất phù hợp cho các bác nào thường xuyên đi phượt này, đi dã ngoại này, hoặc các bác nào là xem công nghệ này, thì đây là một chiếc mắt kính mà các bác nên sử dụng ngay. Nó được cấu tạo hoàn toàn như một chiếc mắt kính thông thường đấy, có thể bảo vệ đôi mắt chống tia cực tím. Nhưng mà nó còn tích hợp một cái chức năng, đó là Bluetooth, giúp các bác có thể là kết nối với điện thoại để có thể nhận cuộc gọi đàm thoại khi khách gọi đến. Thứ hai là các bác có thể là nghe nhạc, nghe sách nói, rất là phù hợp các bác nhá. Cái này dành cho các bác nào đi biển này, hoặc các bác nào đi xe phượt, đi dã ngoại này. Nó tôn lên cái sự sang trọng này đấy, thiết kế cực kỳ là thời trang luôn. Và nó phù hợp với tất cả khuôn mặt, nam nữ đều đeo được các bác nhá. Đây, anh Quang sẽ review thực tế bác coi luôn, thấy chưa? Nó cực kỳ, và nó có sự đàn hồi cả hai bên luôn. Nó giúp các bác để ôm khít khuôn mặt. Tất nhiên cái sản phẩm này sẽ được giao hàng về tận nơi, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng mới thanh toán tiền. Đấy. Và hai bên hai gọng kính này nó sẽ tích hợp loa. Đây là hai cái loa. Loa này loa nỗi các bác nhá. Thế nào là loa nỗi? Loa nỗi là các bác có thể là nghe ở bên hai bên hông cái cọng tai này. Đấy. Nó không phải như cái dòng cái tai nghe mà nhét lỗ thông thường, là các bác nhét vào lỗ tai nó bít cái lỗ tai đi. Các bác không thể, khi các bác chạy xe thì các bác không thể nghe được những âm thanh xung quanh môi trường. Nó rất là nguy hiểm. Còn cái dòng loa nỗi này này, các bác nhá, loa nỗi này là nó giúp các bác có thể là nghe được cả âm thanh xung quanh môi trường, cả nghe được cả ở có âm thanh ai đó gọi đến các bác nhá. Cực kỳ là tiện ích luôn. Và đây là một cái mẫu mà tròng mắt kính màu đen. Đen này nó không quá đen. Đen này là đây, cái mắt kính của nó cực kỳ là chất. Em không biết nó mắt kính gì, nhưng mà nó là cái vòng mắt kính mà em Quang cam kết bác là rơi xuống hoàn toàn không vỡ. Đấy. Và tròng mắt kính của nó là tròng mắt kính cao cấp các bác nhá. Nó được cái viền bo này, bây giờ cái viền bo này cực kỳ là sang trọng luôn. Đấy. Cái viền bo vàng này nó tôn lên cái sự sang trọng, cực kỳ là sang trọng luôn. Và bên hông cái gọng kính này này, nó tích hợp pin cũng như là nó tích hợp chip công nghệ đây. Nó giúp bác thể là kết nối với lại tất cả dòng điện thoại để phát nhạc, nghe nhạc các bác nhá. Đấy. Thì không nói nhiều nữa, bây giờ em Quang sẽ khởi động cái thiết bị là mắt kính này, em Quang kết nối và Quang test thực tế thực hành cho bác coi luôn. Đấy. Cái chiếc kính này nó cực kỳ là hay. Nó tối giản, tối ưu, nó không quá nhiều nút. Nó chỉ có một nút duy nhất đây các bác nhá. Đây có một cái nút duy nhất này. Cái nút này chính là cái nút khởi động, bật tắt và tất cả nó chuyển bài hay là ai đó gọi đến đều mù từ một cái nút này luôn. Ví dụ như các bác muốn khởi động lên, các bác cần giữ chết đây, các bác cần giữ chết đây này. Đấy. Giữ chết một lúc và có một tiếng cô gái người Trung Hoa phát ra, lúc đó thiết bị khởi động có như này. Đó. Đó, lúc đó là bắt đầu thiết bị được khởi động. Công việc các bác bây giờ các bác chỉ cần lấy chiếc điện thoại, và các bác lấy chiếc điện thoại này, sau đó các bác vào phần cài đặt của máy, mình vào phần cài đặt này. Sau đó các bác tìm đến cái mục Bluetooth này, Bluetooth nhá. Sau đó các bác tìm đến cái tên cái Bluetooth của cái thiết bị nó phát ra. Cái thiết bị nó phát ra nó có tên là KK Brahme các bác nhá. Bác chờ một tí để nó phát ra. Đây. Cái tên này nó có tên là KK Brahme. Đây, nó đã phát ra rồi, bác nhìn thấy chưa? Chính là cái tên này, KK Brahme các bác nhìn không? Cái tên này giống cái tên mà của bác kính phát ra, các bác nhìn thấy chưa? Thì bây giờ đơn giản các bác chỉ cần nhấn vào kết nối thôi. Bác Quang nhấn vào kết nối này. Đó, nhấn vào kết nối. Đây, nhấn vào. Thì ngay lập tức đây là một cái chất lượng Bluetooth của nó 5.0. Nó đã bấm từ kết nối bác nhìn không? Đã kết nối này, KK Brahme đã kết nối bác nhìn thấy chưa? KK Brahme đã kết nối, tức là cái thiết bị đã kết nối. Rồi bây giờ em Quang sẽ test hàng thực tế bác coi luôn. Nó thoát ra, và em Quang sẽ vào YouTube. Đấy, vào YouTube em Quang test thực tế bác coi là chất lượng sản phẩm như thế nào. Em Quang sẽ vào cái nhạc đó là nhạc NCS, nhạc là nhạc không bản quyền các bác nhá. Tránh vi phạm bản quyền nên em Quang sẽ lấy. Còn nếu mà các bác nghe những cái nhạc mà thông thường nó còn đẳng cấp hơn, đây em Quang phát cho bác coi này. Đấy, là ngay lập tức nó sẽ phát ra. Đấy, cái này nó đang quảng cáo, các bác chờ một tí các bác nhá. Ok chưa? Đây, Quang bỏ qua quảng cáo tí nhá. Đây. Đấy, ok ạ. Thì bây giờ bắt đầu nó phát lên, và chất lượng âm thanh như thế nào bây giờ? Đó, Quang mở đây bác coi luôn. Đó. Quang mở vào các bác nghe này. Đấy, chất lượng âm thanh nó như thế nào bây giờ chưa? Cực kỳ là chất và cực kỳ là đẳng cấp luôn. Các bác nghe hai cái giọng này. Hai cái mic này nói hai bên hông, và các bác ngoài ra các bác có thể là nghe nhạc còn nghe tiếng âm Quang nói được, đúng không các bác ạ? Đấy, cực kỳ là chất luôn. Thấy chưa? Thì bây giờ các bác muốn cho nó đang phát nhạc này, bác nhìn không? Đang phát nhạc này các bác muốn dừng lại thì các bác chỉ cần nhấn một cái rồi đây cái nút này. Bác nhấn một cái rồi em Quang nhấn một cái này, nhấn một cái. Đấy là bắt đầu thì là cái bài nhạc nó dừng lại đúng không ạ? Các bác muốn phát đây thì các bác nhấn một cái nữa là bắt đầu nó phát luôn. Đấy. Ai đó gọi đến như thế, ví dụ như ai đó gọi đến thì các bác chỉ cần nhấn một cái là bắt máy thôi. Đấy. Nhấn hai cái là từ chối, rất đơn giản thôi. Đấy là người ta gọi đến nhá. Ví dụ đang hát này các bác muốn chuyển sang bài khác thì các bác nhấn nút ba cái. Đây em Quang nhấn nút ba cái này. Muốn chuyển sang bài khác nhấn nút ba cái giúp em nhá. Bác Quang nhấn nào. 1, 2, 3 đó là ngay lập tức nó chuyển đến một bài khác, thấy chưa? Các bác nhìn màn hình này, em Quang nhấn tiếp ba cái này, đây 1, 2, 3 đấy, nó lại chuyển sang bài khác luôn, bác nhìn thấy chưa? Đấy, nhấn tiếp ba cái này, 1, 2, 3 là nó lại chuyển sang bài khác luôn, cực kỳ là hay ho và cực kỳ là tiện ích các bác nhá. Đấy, đây là một cái mẫu mắt kính mà nó quá là hay ho và quá là tiện ích đi, đấy, dễ dàng kết nối và dễ dàng và gọi là
cực kỳ là sang trọng luôn, đeo lên tôn vinh cái sự sang trọng luôn các bác nhìn chưa, đẳng cấp luôn đấy. Các bác nào mà thường xuyên bận tay chân này đấy, mà luôn luôn mà lúc nào cũng bận tay chân, mà người thân gọi đến mà mình không có thời gian để mình bắt máy nói chuyện điện thoại, mà các bác cầm điện thoại rất là kỳ, thì đây là mắt kính. Thứ nhất là nó bảo vệ đôi mắt chống tia cực tím, ngoài ra nó có thể là đàm thoại nhận cuộc gọi luôn. Và tất nhiên cái sản phẩm này bên shop Em Quang sẽ có hai mẫu, một mẫu trong mắt kính màu trắng và một chỗ màu đen đấy, để giúp các bác có thể lựa chọn hơn. Màu trắng thì các bác có thể là đi vào ban ngày ban đêm, còn màu đen này thì giúp các bác thể đi ban ngày, chống tia cực tím, bảo vệ đôi mắt các bác nhá. Đấy, các bác nào mua combo hai thứ luôn thì giá sẽ vô cùng là rẻ. Tất nhiên giá thì Em Quang sẽ không đây, thật sự quan tâm thì các bác click vào đường link bên dưới góc nhá, hoặc có liên hệ với Em Quang qua hai số điện thoại là 0982519135, số thứ hai là 0377403526, hoặc truy cập vào website là mua24h.com các bác nhá. Sản phẩm sẽ được giao hàng về tận nơi, nhận hàng, mở hàng, kiểm tra hàng, test hàng thực tế mới thanh toán, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, nguyên đai nguyên hộp là nói như thế này, các bác nhận hàng mở ra, kiểm tra test hàng thực tế đeo thử mới thanh toán, nên các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Nhận hàng, kiểm tra, test thử thanh toán, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Các bác vui lòng liên hệ với Em Quang qua hai số điện thoại lần nữa nhá, 0982519135, số thứ hai là 0377403526 nhá. Sản phẩm giao hàng, ship hàng về tận nơi, nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng thực tế mới thanh toán các bác nhá. Cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu thương ủng hộ kênh YouTube của Quang Review nhé. Kính chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau nhé.